Rồi, này mình sẽ chỉnh điện tử cái bo này nha. Để mở máy lên đi. Mất điện hoài ta. Đầu điện này. Điện tiếp theo. Rồi, cái điện này ha. Để thử nè. Rồi bây giờ chúng ta muốn chỉnh nè, trước tiên là chỉnh cái hộp này trước nha. Chỉnh cái hộp này thì xong rồi hồi chúng ta mới chỉnh cái bàn phím này. Hộp này cũng đơn giản lắm. Rồi bây giờ chúng ta mở máy nè, dạ thử nha. Đó, vô điện rồi đó. Đó, đây là chiều quay cơ một phim nè. Hộp trên đây chỉnh đơn giản lắm, không có gì phức tạp á. Rồi giờ chúng ta đã hai cái nút này nè. Đó. Là nó đảo chiều động cơ. Đó. Đảo chiều động cơ chạy cắt cái kẹt cam dao nha. Đó. Đè vô hai phím này nè, tắt máy đè vô là động cơ nó sẽ đảo chiều. Hoặc là chạy ngược gì đó. Được, phải hai nấu chấm mới được. À, cùng kêu đây nè. À. Rồi. Nói gì cơ bản nha, thì lúc này cái lúc này nè, với cái lúc này là mình reset cái bo. Đó. Reset cái bo dưới đây nha, còn cái tên bàn phím là khác nha. Đó, reset rồi nè, thì mình tắt. Cái này là lại mũi thôi. Đó, nó chạy nhanh hơn rồi đó ha. Rồi, nói chung là cái này là lại mũi đầu, lại mũi đuôi tự động. Từ cái hộp này nó không có gì hết, chỉ có chỗ đó thôi. Rồi, hộp này là đơn giản. Rồi, tắt lại mũi tự động lên đây đi. Giờ nói gì? Đây. Rồi, giờ chúng ta tới cái bàn phím ở trên nha. Rồi. C200. Cái bàn phím C200 này nó giống như là cái mình mua cái này là cái laptop đi ha. Ví dụ cái máy là cái laptop, cái này là cái ổ cứng nè. Cái ổ cứng di động rời nè. Cái này là phụ kiện kèm theo, không có bàn phím. Cái máy vẫn hoạt động được nha. Rồi. Bên đây cũng vậy. Nè, đây cũng là lại mũi tự động. Đó. Rồi. Tắt cái này là tắt lại mũi tự động. Còn cái này là mình cài nó chạy một số mũi nhất định, ví dụ là vậy đi ha. Đó. Đó, nó chạy vừa chạy xong là nó cắt liền nè. Đó, mình có thể cài lên. Đó, số mũi thì tăng lên. Thấy cái này cũng không biết áp dụng vô cái gì nữa. Rồi ok, tắt lên ha. Con này là tắt cắt chỉ nhưng có không có chỉ nè, từ kia mình rút ra ha. Rồi giảm một chút chức năng thôi. Rồi bây giờ tới chỉnh gì đây? Thì chỉnh tốc độ đi, đó. 0.1 à. Hết. Tăng lên. Đây, thấy không? Nó chậm gì không? Tăng lên. Đó. 2.000 nè. Đó. 3.000. Đó. Rồi giống hết luôn lại. Vậy thôi. Con này là chạy những chương trình mình cài. Đó. Đó. Cái này á là để mình cài, ví dụ là mình chạy cái logo, đó, ngừng, chạy đúng hết một số đường mũi nó ngừng. Thêm cái nữa. 3 4. Đó, chạy xong cái đường thứ tư là tự động nó cắt chỉ. Đó. Cần thì chỉnh chạy bằng ga bằng lông cũng được. Rồi. Đây là cái tốc độ của cái dòng gì đó mình không nhớ nữa, dòng tơ hay dòng gì đó. Nhưng mà cái bàn phím này nè, nói chung là nó giống với cái bo đánh bông xin HVB60 hay 70 gì đó, chỉnh cũng tựa nhau vậy á. Nói chung cục này cũng là giống, chỉnh không khác gì hết. Mình nói về một số
cái chức năng B thôi nha. B nè, để em kiếm B vô khoảng 3 giây. Rồi vô 4. 4 là tốc độ tự động lại mũi đầu. Giờ mình giảm thử nha. Đó nha. Hết nè. Rồi mình bật cái tính năng lên. Đó. Đó. Tốc độ của thằng lại mũi đầu nha. Rồi. Bật tính năng là lên nó mới có tác dụng nha, còn không bật là không có tác dụng nha. Rồi. Đây. Đó, chỉnh lại đi. Hay nghe. Rồi ok. Đó, lại nhanh hơn nữa. Rồi thằng 5 á. Thằng 5 là nó về tốc độ lại mũi đuôi. Đây, 1800 thôi, giảm nè. Rồi. Bật mà lên ha, à, này mũi đầu lại mũi đuôi. À, nhấn gót đó. Đó. Cần đi chỉnh. Rồi ok. Nói chung là chỉnh có cái máy này đây á, khi mà nhìn vô chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Rồi. Tiếp theo nói về cái còn những tính năng thường sử dụng thôi nha, chứ nói chung là cái này nó nhiều lắm. Giờ tôi chỉ cho bạn những số tính năng là còn cái kia mình hay sử dụng thôi nha. Thì cái máy này chương trình nó giống như cái máy đánh bông vậy đó. Máy đánh bông thì nó xài hơi rồi nó phụ kiện vô những chương trình này, có những chương trình không sử dụng được trong máy kim nha. Mình cài lên mình bật lên nó cũng không sử dụng được. Để rồi là vô 32 á là nó mở cái chức năng của cái phím này lên. À. Rồi mình ốp lại cái chức năng này nó tắt. Mình tốt hơn mình nhấn ở ngoài nó nhanh hơn. Đúng không? Mình nhấn ở ngoài đây là tự động là chức năng 32 nó bật lên. Đó. Rồi về bây giờ có phần cây gạt chỉ này nè. À, dẫn là chạy. Đó, cây này nó gạt đúng không? Đó. Mình tắt cái cây gạt này. Rồi mình vô chương trình số 40. Để im chữ B nè. Hết. Up. Hết. Lưu lại. À, khi mà chúng ta tắt cái gạt chỉ là cái số 0 này nó hiện lên nè. Đây. Đó. Ha. Tắt. Hết. Up. On. Hết. Đó. On hết rồi nè. Và cái cây chỉ nó sẽ gạt nè. Rồi. 40 á là cây gạt chỉ, còn 41 á là nói về tắt các chỉ. Là tắt con cây kéo luôn. Thấy không? Đó, nó nổi phím tròn lên nè. Cái nút này á là cái kéo, còn cái nút này là cây gạt chỉ. Rồi. Rồi. Đó. Thấy không? Mình vô trong chương trình hoặc là mình nhấn phím tắt của đây nó nhanh hơn. Hỏi vô chương trình, như chương trình cũng được. Rồi. Rồi, thằng 4 ha. Giờ mình vô tới 48. Rồi 48 được nè. Giờ chúng ta tắt máy nha. Rồi. Tắt máy chúng ta để chữ B. Để chữ B nó mới lên được khoảng 47 trở lên. Ok. Đó. 47 là nói chung là việc đời máy. Ở đây chạy 35. Tùy mình chỉnh đời máy thôi. Thích hợp với mình khi sử dụng thôi. Rồi. Ok. Hết. On. Đây, điểm dừng tụ kim. Khi mà chúng ta ngưng là tụ kim nó rút lên. Ha. Thường thường máy á là cái kim mình nó kim xuống, mà cái này mình chỉnh rồi, khi mình chỉnh chức năng nó bật lên là cái kim nó trên, chạy bỏ mũi chết luôn á. Đây, hết, mình tắt đây ha. Đây, nhả lại. Đó, khi ngưng là tụ kim nó kim xuống. Đó, rồi. 48. Rồi chúng ta vô 57 đi ha. Để những tính năng cơ bản thôi nha. Nhiều lắm, cái này cái máy này rất là nhiều. Hết. Hết.
khi mà chúng ta chạy các chỉ á, là cái còi giật nó giật cái nhịp lên, để ý nè, đó, nó giật, còi giật nó giật, giật gì nè, nó giật gì nè, khi mà các chỉ á, nè, để ý nha, đó, những tính năng này hạn chế chỉnh lại, chỉnh cũng không tốt đâu ha. Rồi khi mà các chỉ á, mà chúng ta kiểm tra thấy con dao nó nhảy chậm, rồi chúng ta vô chương trình này ha, đây 61 nè, rồi ví dụ giờ tôi giảm xuống hết đi ha, cho nhanh, rồi 50 nè, hết nè, để ý nha, chạy bình thường không vấn đề hết các chỉ nè, đó kẹt dao hoặc cái nó báo euro 7 nè, tùm lum luôn. Giảm hết chạy luôn nè, nè dưới bò báo ở 7 nè, nè kẹt á, nó báo kẹt này kẹt kia ở đâu 7 á, hoặc là đầu dò gì đó. Rồi đây tắt mở lại, chỉnh vô chỉnh lại nha, chúng ta phải dây đè vô 40 60 61. Nói chung là cái này ít người chỉnh á thì nó sẽ không có hư, nhiều người chỉnh vô nó sẽ hư nha. Như người ta chỉnh người ta không biết hiểu cái thông số ở trong đó là cái gì á, mà chỉnh tầm 7 tầm 3 là người sao vô cũng đạn hết. Chúng ta cũng biết dạy chức năng cơ bản thôi. Rồi nó tăng lên đi ha, rồi đó, cái gót này nhảy rất là nhanh nè, chỉnh thời gian sớm trễ cũng đồng điện nhảy luôn nè, cái gót nhảy liền luôn nè. Rồi chúng ta giảm lại chút, 250 thôi. Rồi đó, cái này ok hơn nè. Rồi tiếp theo vô khóa các nhấn gót, khi mà nhấn gót không các chỉ luôn mà tụi kim nó nhảy lên về 72 chứ nhầm. Đó, chúng ta nhấn gót là nó khóa luôn, tụi khi mà mai á, kim nó ghim xuống, nó nhầm nha, nhấn gót thì kim không có rút lên mà kéo cũng không hoạt động luôn ha. Rồi tiếp theo là 73 chạy xong, khi mà chạy xong là nó tự động kích cắt chỉ luôn. Đây khỏi cần nhấn gót. Những tính năng này để mình cải tiến cái gì đó, khi mà mình cần thì mình bật năng lên, khi mà nó chạy xong khỏi cần nhấn vi đan, nó vẫn cắt chỉ kết thúc. À, giờ nói về chỉnh điểm dừng của cái tụ kim nè, chúng ta đèn chữ B luôn nè, từ hơn 83 này á, là chỉnh cho đánh bông nè, là chỉnh con dao nó nhảy khi mà khi nó kích mình hơi ra, mình để là 230 là của thằng đánh bông ha, tại vì cái này á mình chỉnh nó vẫn hoạt động được, mà cái này nó kích bằng hơi thôi, chúng ta đã gì không đi, không cần thiết ha. Tại vì một kim á nó khác thằng kia lắm đó. Rồi những tính năng khúc này là chỉnh như máy đánh bông rất là nhiều nè. Rồi giờ chúng ta vô chương trình điểm dừng tụ kim nè, 13 đây, 113 ha. Rồi ta chỉnh nè, đó khi ta tăng thông số lên nè, cái tụ tim mới dừng sai nè, không đúng vị trí nè, nè ta chỉnh lên nè nha, 142 nè, đó nó nằm lúc lên nè, thiên dương nó nằm lúc lên nè, đó nhấn gót rồi đó, chỉnh lại nằm thôi đó, kim kim xuống rồi nè. Rồi nhớ là để ý nha, nè rồi ok lưu lại. Rồi 114
114 là nó điểm dừng khi mà chạy xong các chỉ. Trục kim nó sẽ dừng ở trên, mà giờ mình chỉnh sai con số coi nó nằm đâu nha. Rồi. Đó. Mình chỉnh sai con số nè, nó chỉnh lên 180 nè, thử nè. Là khi các chỉ nè. Đó, nó ghim xuống. Vậy là gãy kim nha. Rồi, 5 thôi, chỉnh cho 5 luôn. Ok, thử nè. Đó, trục kim rút lên nè, rút lên tên luôn nè. Để ý nha. Mấy cái tính năng này hay lắm nha. Rồi. Ok. Nói y chang hô xin của cái bo đánh bông vậy đó. Lần này cũng hô xin mà. EG 1 122 nó cũng là tốc độ. Nó nằm ở tốc độ trong. Cũng như là nó hai tốc độ rồi đó. Mình đề chữ B001 là tốc độ ngoài nha ha. Giảm xuống 50 luôn nè. Hết rồi mình lưu lại nè ha. Rồi. Đó, nó chạy trong ghi không đúng không? Rồi. Tắt máy đi. Rồi, cho nó tắt máy đi để chỉ cho mọi người rất là dễ, không khó. Rồi, ví dụ giờ chúng ta đè B nè. Hết. Đó, chúng lên 4.000, 5.000, đúng không? Đó là tốc độ ngoài nè. Rồi, chúng ta lưu. Thì chạy nè, nó cũng chạy có 50 rồi. Tại vì tốc độ trong của nó đã bị khóa rồi nên chúng ta không có chỉnh được. Rồi, bây giờ chúng ta đè vô. Đè chữ S nè, cho nó nhanh. Đè chữ B thì lên nó lâu lắm, vô chữ S cho nó nhanh hơn. Rồi. Đó, 1.2 nè, chúng ta trừ xuống 1.2 nè, không, 1.3, giờ 1.2 nè, nhớ cái S nè, đó, chúng ta lên nè, 2.000, 3.000 đi, ha, rồi, hết, chúng ta chạy nè, đó, chạy rất là nhanh ha, rồi, ok, rồi, tôi chỉnh tới chương trình nào tôi coi, nhưng tôi cũng không nhớ nữa, máy này nhiều chương trình lắm. Một 1.38 là chạy tự động nè, URD nè, là chạy tự động nè, S nè, con nè, không? Nó sẽ tự động nó chạy. Tự động chạy nha. Cái này đánh bông cũng vậy luôn. Cung lưng cũng vậy. Nếu mà xài bao xin HPV60, HPV70 gì thì cũng như là 138 hết. Những tính năng này là để chạy thì cái máy bị lúc B hay gì đó, mở lên cho tự động chạy ra khỏi cần đạp. Tốn thời gian nha. Rồi ok, off, tắt. Rồi lúc lại, tiếp tục. Để nhớ cái không nhớ được cái gì nữa. Điểm dừng trục kim rồi. Thôi nói chung là bao nhiêu đây là các bạn đủ xài cái máy rồi ha. Không cần chỉnh nữa. Nếu không hiểu những thông số trong đây chúng ta chỉnh một hồi nó báo lỗi nè. Euro 07, Euro 01, Euro 15, Euro 9. Ta đã hết. Nhiều lắm. Rồi. Chúng cái bo này chỉnh như đó là đủ xài rồi ha. Không cần chỉnh nữa. Rồi. Ok. Đặt máy đi. Rồi. Chúng ta rút cái bàn phím là chúng ta vẫn xài được cái bo dưới đây nha. Tại vì cái này là cái bàn phím kết hợp rời thôi. Đây là bộ nhớ rời của nó nè. Nhưng mà điều khiển vô nó vẫn điều khiển được trên cái bo này nha. Kỹ sư nó tính hay lắm. Rồi, ok. Rồi, chúng ta chạy thử lại cái chạy được vui nè. Chạy mũi nè. Yeah. À, là mới tự động nè. Đó. Rồi. Đó. Rồi vô trong đây là chạy chúng ta chỉnh hình logo, hình này hình kia gì đó thì theo mình thích ha. Rồi còn này là chạy một số mũi, còn để số không thì hết là chúng ta đạp chạy hoài luôn nha. Nó cũng như là một cái đường may tự do vậy đó. Giống như đường may tự do mình cài ha. Ví dụ mình cài vô vậy là nó hết tự do, mũi ngừng ha. Vậy thôi. Rồi tắt nó đi. Nói chung là không cần thiết nó nhiều lắm, biết thì xài được rồi. B 07 này là số mũi để cài chặt chậm mũi đầu mà. Rồi, ok. Thường thường trên cái bo này nè, nó có một cái mũi tên chứ không phải là cái chữ W như thế này, cái mũi tên cong rồi nè. Khi chúng ta bật cái chức năng đó lên là khi mình chúng ta đạp cái đầu vô nó chậm vài mũi, rồi cái số mũi chương trình này nè, cái mũi chương trình này nè, số 8 này nè, chúng ta cài là nó chậm 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi gì đó, chúng ta bật chức năng nó lên, tối đa được không? Để coi bao nhiêu mũi nha, 99 mũi, rồi, à,
Ok, nói chung là máy này chỉnh bao nhiêu đây là đủ rồi ha. Cái máy này luôn, chẳng nó luôn. Chức năng y chang hơn thằng đám đông, vẫn có khóa bàn phím luôn nha. Khi chúng ta cài mà không biết là quên đó, nói thêm reset. Này tắt máy đi. Khi mà chúng ta cài nó báo lỗi cái gì đó mình không biết, mình quên, mình không nhớ được cái bản cài đặt thì reset tại hai này nè. Hai nấm này nè. 1 2 ha. Chữ A chữ B kẹp vô. Này bự quá, chơi một miếng luôn. Còn thì đây, reset. Reset này là reset trên đây, nhưng mà ở dưới đây nó vẫn reset luôn nha. Còn ở dưới đây á, mình nhấn reset là ở trên bàn phím này sẽ không có hiện reset nha. Để em thử cho bạn coi. Ở dưới đây nổi chứ reset nè, trên bàn phím không nổi nè. À. Ok. Đó. Đây thôi. Chức năng cơ bản rồi ha. Cái bo này rất là nhiều nha, một số chương trình chỉnh nhiều dữ lắm. Rồi mình nói chung để qua phần tiếp này rồi, cảm ơn các bạn nha.